Sẽ làm cái clip mình giới thiệu cái hệ thống ở ngoài, cái hệ thống hồ ở ngoài trước cái shop của mình đây. Thì cái tại sao mình làm cái clip này, vì cái clip này nó có một số cái thiết kế thay đổi khác so với cái dàn hồ bên trong. Thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn xem nha. Rồi đầu tiên thì đây là cũng là một cái dàn theo cái thiết kế là kệ trung tải với cái hồ có kích thước là 39 49 nhân cho 27, có nghĩa là ngang 39, cao 49 và sâu vô 49 và cao 27. Thì cái khoảng thông tầng này của mình nó khoảng được 10 13. Đó. Thì đầu tiên đó là cái kích thước hồ thì nó vẫn y như vậy thôi, nghĩa là mình làm gì. Nhưng mà nó sẽ khác, có cái gì là có nghĩa là cái này thì mình không có dùng cái hồ chứa, mà thay vào đó là mình sẽ lấy cái đường nước từ bên trong, từ hệ thống lọc RO bên trong để mình đưa ra ngoài. Thì ở bên trong này mình dùng một cái bình chứa công suất lớn, đúng rồi, nó khoảng 75 lít. Thì các bạn đợi xíu mình, các bạn đợi xíu mình sẽ quay cho các bạn xem cái bình chứa của mình nó như thế nào nha. Đây là cái bình, đây là cái bình chứa 75 lít. Đây là mình áp toilet cho nên là nó hơi bừa bộn tí. Này, ở đây mình sẽ làm cái đường nè. Đó, các bạn thấy là ở đây mình đi xuống thì một có hai cái van, thì một cái là sẽ đi ra ngoài và một cái sẽ đi vào trong phía bên trong cái phòng bên này. Đó. Thì các bạn thấy cái đường đi nè, đấy. Được chưa? Đi ra ngoài. Đó. Rồi, đó, đi ra ngoài rồi. Thì bây giờ cái như ở trong kia, thiết kế trong kia đó là mình làm cái hồ chứa nước, thì mình sẽ đưa một cái vòi xuống là mình thả từng xuống từ cái phao. Nhưng mà ở đây thì mình không, do là mình đi làm nước trực tiếp từ trong cái máy RO ra đi luôn, thì như vậy á, mình sẽ làm theo cái kiểu giống như vậy. Đó, các bạn thấy là mình dùng hệ thống là cái ống master này của mình là ống phi 10 nè. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ đi thẳng hết dây rồi nó vòng xuống, rồi nó sẽ nối ở cái chỗ, những cái chỗ này đó. Rồi, kéo hơi căng này để mình đưa sát cho các bạn xem ha. Đó, thấy không? Thì cái ống này, cái đầu co này đó là hai đầu 10 và một đầu 6. Thì cái ống master của mình là ống 10, còn khi mà nó xuống dưới cái phao này thì là nó là ống 6. Đó, đó là hệ thống nước. Nó khác với lại cái hệ thống bên trong. Còn cái hệ thống oxy thì cũng vậy thôi, nguyên tắc nó vẫn là đi theo đường thẳng. Thì cái máy lần do mình không có chỗ thì mình để cái máy oxy ở trên nóc. Cái máy oxy này mình đang xài là cái máy Periha MB18, nó bự lắm. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy cái thằng, các bạn đợi một tí mình leo lên mình cho các bạn xem. Đây là cái máy Periha. Đó.
nó bự cho bá, bự khủng khiếp luôn. Đi hệ thống đi không? Oxy thì thực tế là mình nhìn thấy cái Piranha này nó cũng mặc dù là thông số của nó 130 lít hay nhiêu đó, trong mình cỡ đó, nói chung là cũng là lớn, nhưng mà để chạy chạy được 52 vàng này là nó khoảng 48 vòi với lại 4 vòi sơ cua, mỗi vàng nữa là 52 vòi thì nó cũng tương đối, nhưng mà nó là tương đối so với tầm giá thôi, chứ còn về cái độ mạnh thì mình thấy nó cũng chưa phải là mạnh lắm so với công suất mà nó ghi của nhà sản xuất nó ghi. Mình thấy nó còn thua cả cái LP100 mình đang xài ở bên trong kia nữa. Cái LP trong kia xài rất là mạnh. Đó. Rồi cái phao này thì phao bán nguyệt không nói ha. Phao này nó cũng tương đối, nó mạnh lắm. Đây, cái hồ này có một cái là mình chơi lì luôn, là mình dùng cái nền Tropica Aquarium soi của hãng Tropica. Thì được một cái là cái hạt nền nó đen, nhanh trong. Nói chung là xét hồ mà dùng nền Tropica thì mình thấy nó rất là nhanh trong. Còn hiệu quả thì không biết như thế nào. Để một thời gian nữa thì mình sẽ có những cái đánh giá tổng thể hết cho các bạn. Rồi. Mấy cái cục ở trong nó không có gì đặc biệt đâu, mà nó là mấy cái nó gọi là cái gì Tomax GBL á. Thì mình thích bỏ vô để cho nó giảm pH xuống thôi, dự phòng như vậy thôi, chứ còn nếu như mà không có thì chả vấn đề gì. Các bạn đừng có xem rồi bỏ vô thêm thì cũng hên xui lắm nha. Rồi ok. Cái đèn này là đèn led rạng đông 36W, led bán nguyệt rạng đông 36W, khá là ok. 36W nó vừa, bữa mình xài cái led đu hao 40W là nó hơi sáng quá, nó sáng quá nó cho nên nó cháy luôn, mới cho rìu đánh nhiều nó cháy rìu luôn. Rồi ok, bây giờ là chỉ việc là ngồi chờ 10 ngày 14 ngày là mình thả thép thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha.